À, xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho em hai cái bàn phím mới của SteelSeries. Đây là cái bộ đôi bàn phím gồm M750 full size là phiên bản mình đang cầm trên tay và đang có đèn đây. Còn đây là phiên bản nhỏ gọn hơn mà chúng ta có thể đem theo, hay là dòng Tecaler. Đây là dòng M750 Tecaler. Thì hai cái bàn phím này có cái mức giá từ 2 tới 3 triệu tùy cái phiên bản. Hỗ trợ đèn RGB rất là nhiều màu, switch cơ học và là switch do SteelSeries làm. SteelSeries thì theo cá nhân mình nghĩ là họ không có giỏi làm bàn phím lắm, bởi vì hãng thường rất là nổi tiếng với chuột hay là những cái dòng tai nghe như Siberia. Tuy nhiên thì với bàn phím, hãng cũng đã từng thử rất là nhiều lần với những cái dòng, chẳng hạn như là dòng Apex M800 hay là gần đây năm ngoái thì có cái dòng M650. Tuy nhiên thì lần này SteelSeries đã đầu tư tốt hơn với hai cái phiên bản M750 này. Phiên bản ở dưới là phiên bản full size 104 phím theo tiêu chuẩn và phiên bản trên là 87 phím Tecaler. Anh em có thể thấy là cái thiết kế của hai cái bàn phím này gần như là giống nhau. Phiên bản Tecaler thì nó được cắt bỏ đi cái hệ thống phím số, và về chất liệu chế tạo, về switch, về những phần còn lại thì nó đều như nhau cả. Về cái chất liệu chế tạo thì cái phần khung phím và phần plate này thì SteelSeries dùng cái loại nhôm gọi là nhôm 5000. Thì cái loại nhôm này được dùng để chế tạo máy bay và nó rất là nhẹ. Cả cái bàn phím full size mà trọng lượng của nó chưa tới 1 kg, rất là nhẹ. Và phiên bản Tecaler thì dĩ nhiên nó nhẹ rất là nhiều rồi. Và cái mặc dù nhẹ, tuy nhiên thì cái kiểu mà hoàn thiện của cái bàn phím này nó rất là tốt. Anh em có thể thấy là mình đang cố gắng mình vặn xoắn nó. Thì về cơ bản cái bàn phím này là một cái bàn phím thuộc dạng trâu bò đấy. Đối với những cái anh em mà hay quá khích khi chúng ta chơi game thì SteelSeries cũng đảm bảo cái điều đó, tức là cho đập cho thoải mái luôn. Với cái plastic rất là cứng. Ở mặt sau thì cái lớp nhựa này cũng được làm khá là dày và nó được hoàn thiện theo kiểu sân. SteelSeries thiết kế một số cái nấm bằng cao su để mà tăng cái độ bám cho bàn phím. Thì chúng ta có 1, 2, 3, 4 cái nấm, và hai cái nấm này có thể tháo ra được để mà thay đổi. Do không có thiết kế cái phần chân chống bật ra bật vô như những cái bàn phím cơ thông thường, thành ra SteelSeries người ta làm cái nấm tháo rời như thế này và chúng ta có thể thay thế. Đó, nhưng mà nếu muốn đổi cái độ nghiêng, cái độ cao của phím thì chúng ta buộc phải tháo ra và thay cái này. Thì mình nghĩ cái thiết kế này cũng có cái hay, tuy nhiên cũng có cái dở, tức là cái hay đó là cái nấm này nó vẫn là cao su một cục rất là to và nó đảm bảo được cái độ bám rất là tốt cho mặt bàn. Tuy nhiên thì nó lại không linh hoạt. Khi mà cần chỉnh nhanh thì không có bật ra bật vô nhanh được. Và dây kết nối thì SteelSeries vốn rất là truyền thống với loại dây cao su, thành ra là hãng cũng trang bị cái loại dây cao su này cho cả hai cái dòng bàn phím này luôn. Thì cá nhân mình hy vọng nhiều hơn về một cái kiểu hoàn thiện tốt hơn, chẳng hạn như là dây bọc dây dù hay là một cái loại dây nó bền bỉ hơn thay vì cái dây cao su như thế này trên những cái chiếc bàn phím, mà đặc biệt là ở cái mức giá từ 3 triệu. Dây cao su thì mình nghĩ nó khiến cho chiếc bàn phím nhẹ hơn, cơ động hơn. Tuy nhiên thì về lâu về dài thì nó cũng gây ra một số cái hiện tượng, chẳng hạn như là chúng ta có thể dễ bị gãy đứt. Mặc định cả hai chiếc bàn phím M750 này đều được thiết kế theo một cái góc nghiêng. Như ở bên hông anh em có thể thấy là cái kiểu cắt diamond shape của nó rất là đặc trưng của SteelSeries, và cái góc nghiêng nó cũng khá là lý tưởng để chúng ta có thể đặt tay vào chúng ta gõ luôn. Điều đáng tiếc là SteelSeries không tặng kèm cái miếng kê tay. Chẳng hạn như với cái phiên bản full size thế này thì đáng lẽ ra SteelSeries nên tặng kèm một cái miếng kê để chúng ta có thể đặt tay, tựa tay tốt hơn để gõ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua cái switch trên hai cái bàn phím này. Về cái switch cơ học trên hai cái bàn phím M750 thì lần này SteelSeries dùng một cái loại switch mà được hãng thiết kế riêng, được gọi là QX2. Nó rất là khác so với cái dòng QX1 trên cái Apex 800 hồi trước. Và QX2 này rất giống với lại cái dòng Cherry MX Red. Như anh em có thể thấy là với cái kiểu thiết kế housing rất là trong suốt, có tích hợp luôn cả đèn LED RGB ở phía trên thay vì ở bên trong cái housing. Và cái slider này cũng có màu đỏ luôn. Thì chính vì cái kiểu thiết kế clone rất giống Cherry MX Red như thế này thì cái lực nhấn cũng như cái hành trình điểm kích hoạt của QX2, SteelSeries QX2 không khác gì Cherry MX Red cả. Tức là nó vẫn có lực nhấn 45g và cái điểm kích hoạt là ở 2mm và tổng hành trình là 4mm, rất là giống. Tuy nhiên thì cái cảm giác gõ của mình trên cái bàn phím này nó hơi đặc trưng. Nó có một cái cảm giác rất là tách bạch so với cái dòng Cherry MX Red, bởi vì cái độ nhạy của nó rất là cao. Mặc dù mình cũng đang sử dụng song song một cái bàn phím Cherry MX Red, tuy nhiên thì mình cảm giác cái QX2 này nó còn nhạy hơn cả, và cái độ đồng đều của các cái switch cũng rất là tốt. Và với việc tích hợp cái đèn LED ở phía trên thế này thay vì tích hợp ở bên trong cái phần housing, thì cái đèn LED khi nó phát ra ánh sáng trên hai bàn phím 750 này thì nó cũng hơi khác so với những cái bàn phím dùng Cherry MX Red mà dòng RGB. Tức là cái ánh sáng nó tỏa ra nó dịu mắt hơn và nó hắt xuyên qua xuống bên dưới như thế này. Thành ra khi mà chúng ta nhìn ở cái phần, chẳng hạn như anh em có thể thấy ở đây, nhìn ở cái phần ngang mặt dưới lên thì cái ánh sáng nó không có bị gắt.
Về phần cây cáp thì anh em lại thấy là cái cây cáp của SteelSeries M750, cả hai phiên bản Tankless và Full Size đều có cái kiểu thiết kế rất là truyền thống, cây cáp dạng high profile, và nó là dạng cây cáp một lớp. Cái ký tự này được khắc laser và cái bề mặt này thì được phủ dạng subchat, thành ra anh em sẽ thấy là cái cảm giác mà chạm vào cái subchat là rất là tốt. Tuy nhiên thì nếu có những anh em mà bị mồ hôi tay nhiều thì sẽ làm cái bàn phím này rất là mau bẩn. Và do cái thiết kế switch thì khá là giống Cherium X-Red, cũng như là cái cây cáp cũng thiết kế có cái dấu cộng ở chính giữa cây trơn thế này, thành ra chúng ta có thể tùy biến cây cáp trên cả hai cái phiên bản M750 và M750 Tankless rất là dễ dàng. Thì phần mềm SteelSeries Engine 3 cho phép chúng ta chỉnh cái hiệu ứng màu trên cả hai cái bàn phím này. Thì có rất là nhiều hiệu ứng như anh em có thể thấy, như Breathing, Color Shift, rồi Way, rồi các thể loại. Và cái mình thích trên hai bàn phím là cái việc mà SteelSeries đã tối ưu cái phần cứng và hệ thống đèn, khiến cho cái việc mà chuyển màu và hiển thị nó rất là mượt mà. Nên có thể chỉnh rất là nhiều thứ và xem cái chuyển động của nó theo thời gian thực luôn. Và bây giờ thì mình sẽ gõ thử cho anh em nghe cái tiếng của cái bàn phím này, cũng như là nói sơ qua về cái trải nghiệm của mình khi sử dụng hai cái bàn phím này. Thì như mình đã nói, Twist SteelSeries VX2 giống như là Cherry MX Red Linear, lực nhấn 45g và có độ nảy tốt cũng như là rất là êm. Thì cái bàn phím này theo cảm nhận của mình thì nó mang lại cái trải nghiệm chơi game rất là tốt. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta gõ bằng bản nhiều thì nó không có phù hợp cho lắm. Bây giờ thì mình sẽ gõ cho anh em nghe thử cái tiếng ha. Như vậy là mình đã giới thiệu nhanh cho anh em về hai cái bàn phím mới nhất của SteelSeries, M750 Full Size và M750 Tankless. Thì theo đánh giá của mình, hai cái bàn phím này nó rất là lý tưởng đối với những anh em nào mà thích chơi game, chẳng hạn như những cái game mà đòi hỏi cái tốc độ xử lý phím nhanh như là game đua xe hay là game MOBA. Thì bởi vì cái Switch VX2 này được tối ưu rất là tốt về cái hành trình và nó mang lại cái độ kích hoạt rất là nhanh, thành ra là với những cái thao tác mà nhấn phím nhanh thì nó đáp ứng rất là tốt. Tuy nhiên thì nếu với những anh em mà có nhu cầu gõ văn bản nhiều thì mình nghĩ hai bàn phím này nó sẽ không phù hợp cho lắm, bởi vì nó rất nhạy và khi chúng ta để tay dù không nhấn đi nữa thì chỉ cần sơ ý một xíu thôi thì nó cũng có thể nhảy những ký tự trên này. Đó là cái trải nghiệm của mình qua một cái thời gian sử dụng hai cái bàn phím này. Còn về cái hệ thống đèn đóm thì SteelSeries đã làm rất tốt với hệ thống đèn RGB, cùng với là cái khả năng chuyển đổi màu rất là ngọt, cũng như là những cái hiệu ứng khả năng tùy biến rất là cao, và đồng hỗ trợ đồng bộ qua cái công nghệ SteelSeries Frame với mức giá vào khoảng đâu là 2.9 triệu cho cái phiên bản Tankless và 3.4 triệu theo mình tham gia khảo một số trang, thì mình nghĩ cái mức giá này cũng khá là cao. Nếu mà mua thì mình nghĩ cái phiên bản Tankless nó sẽ hợp lý hơn, còn phiên bản Full Size này với những gì mà nó mang lại thì mình nghĩ nó cũng chưa có xứng đáng cho lắm. Cảm ơn em đã xem video.